Minh và Tử Vi rất là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, có thể làm nên sự nghiệp hiện hách, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc như ý, trúng số giàu to. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Có duyên biết mệnh, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, gặp thời đổi vận, tiền vàng ùn ùn kéo về. Đổi đời vào nước đố đổ dách, đúng từ nay đến Tết Nguyên Đán 2025. Chào mừng quý vị đến với Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình, kính chúc các bác nhiều sức khỏe, tài lộc và thành công rực rỡ. Các bác thân mến, bước vào những tháng cuối năm, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 là một trong ba con giáp may mắn sẽ biến ước mơ thành hiện thực. Với những cơ hội bùng nổ về tài lộc, sở hữu nhà lầu và xe hơi, điều này không phải là một câu chuyện cổ tích, mà là sự thật đang chờ đón những ai dám mơ ước và nỗ lực. Người xưa từng có câu, khổ tận cam lai, qua cơn bỉ cực tới hồi thái lai, ý chỉ rằng, những khó khăn, thử thách rồi cũng sẽ qua đi, để lại cho chúng ta những trái ngọt đáng giá. Ai trong đời cũng sẽ trải qua những giai đoạn thăng trầm, nhưng điều quan trọng là chúng ta không ngừng cố gắng, thì rồi cũng sẽ có lúc được đền đáp xứng đáng. Tử Vi học có câu, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng gặp may mắn, nhưng chính những nỗ lực và quyết tâm của bạn sẽ tạo nên điều kỳ diệu. Video hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vận mệnh tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 từ nay đến Tết Nguyên Đán 2025. Đây là một trong những con giáp có khả năng bước vào thời kỳ hoàng kim, tiền vàng sẽ ùn ùn kéo về, đổi vận đổi đời giàu có hơn người. Sự chuyển mình của ngôi sao may mắn sẽ mang đến cho họ không chỉ là tài lộc, mà còn là danh vọng và tình duyên đầy hứa hẹn. Nếu biết nắm bắt cơ hội, chắc chắn con giáp này sẽ đổi đời, sống trong cảnh phú quý và an yên. Nhưng hãy cẩn thận, nếu bỏ lỡ những cơ hội này, có thể sẽ là một điều đáng tiếc. Vậy thì, hãy cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi video ngay sau đây để khám phá vận mệnh của mình một cách chi tiết nhất nhé. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tổng quan tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 mang trong mình những đặc trưng tính cách độc đáo và thú vị. Họ thường được biết đến với sự thông minh, nhạy bén và có khả năng phân tích tình huống một cách sắc bén. Sự khéo léo và linh hoạt trong cách xử lý vấn đề giúp họ vượt qua khó khăn một cách dễ dàng. Người tuổi Đinh Tỵ thường có tâm hồn nhạy cảm và sâu sắc, yêu thích sự yên tĩnh và thường tìm kiếm sự bình an trong cuộc sống. Họ là những người rất tận tâm, trung thành và luôn sẵn sàng hỗ trợ người khác. Tuy nhiên, đôi khi sự nhạy cảm này có thể khiến họ dễ bị tổn thương, đặc biệt khi đối mặt với những áp lực từ bên ngoài. Đặc biệt, Đinh Tỵ cũng là những người đầy tham vọng và quyết tâm. Họ không ngại nỗ lực để đạt được mục tiêu và thường có tầm nhìn xa về tương lai. Sự quyết đoán và kiên định trong hành động giúp họ dễ dàng thành công trong sự nghiệp cũng như trong các mối quan hệ cá nhân. Tóm lại, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 là những người có tính cách đa chiều, thông minh, nhạy cảm, quyết đoán và đầy nhiệt huyết, luôn hướng tới sự hoàn thiện bản thân và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Thưa các bác, bước vào năm 2024, tuổi Đinh Tỵ 1977 đã trải qua một hành trình đầy thử thách và biến động. Những cơn sóng gió trong cuộc sống đã đưa quý vị đến những ngã rẽ khó khăn. Từ công việc đến tài chính và sức khỏe, mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến, và không ít lần quý vị cảm thấy mệt mỏi trước áp lực đè nặng. Tuy nhiên, chính nhờ vào sự nhanh nhẹn, khéo léo cùng với bản lĩnh vững vàng, quý vị đã tìm ra những phương pháp ứng phó khôn ngoan để vượt qua từng khó khăn,
không ngừng vươn lên trong bão tố. Từ nay đến cuối năm, ánh sáng hy vọng đã bắt đầu le lói nơi chân trời. Vận mệnh của tuổi Đinh Tỵ đang dần chuyển mình, hứa hẹn những dấu hiệu khởi sắc đầy triển vọng. Những nỗ lực không ngừng nghỉ từ đầu năm của quý vị cuối cùng cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Tài lộc sẽ bắt đầu đổ về, mở ra những cơ hội mới cho quý vị trong cả công việc lẫn đầu tư. Đây không chỉ là một dấu hiệu về sự thịnh vượng tài chính, mà còn là cơ hội để quý vị thực hiện những ước mơ và hoài bão mà mình đã ấp ủ. Gia đạo của quý vị cũng sẽ trở nên ấm êm và bình yên hơn trong những tháng cuối năm. Các thành viên trong gia đình sẽ có nhiều thời gian quây quần bên nhau, sẽ chia những niềm vui và hạnh phúc, giúp quý vị cảm nhận được giá trị của sự đoàn tụ. Một cái Tết ấm no, đủ đầy đang chờ đón quý vị phía trước. Với những khoảnh khắc đông đầy yêu thương bên gia đình, hãy chuẩn bị tâm thế để đón nhận những điều tốt đẹp đang đến và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ trong dịp lễ hội sắp tới. Về phương diện sự nghiệp cuối năm 2024, khi những tháng cuối năm 2024 dần đến, tuổi Đinh Tỵ sẽ bước vào một giai đoạn đầy chuyển biến và hứa hẹn cho sự nghiệp của mình. Đây là thời điểm mà mọi nỗ lực, sự kiên trì và tâm huyết của quý vị sẽ bắt đầu đơm hoa kết trái. Những khó khăn, thử thách trước đây sẽ dần nhường chỗ cho những cơ hội mới, những mối quan hệ giá trị, và đặc biệt, sự xuất hiện của những quý nhân phù trợ sẽ là yếu tố không thể thiếu, thúc đẩy quý vị tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Trong bối cảnh này, những dự án tưởng chừng như đã dậm chân tại chỗ, bỗng nhiên có thể mang lại thành công bất ngờ. Có thể là những hợp đồng mà quý vị đã dày công đàm phán từ trước, hoặc những ý tưởng sáng tạo mà quý vị từng nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội thực hiện. Thực tế, những điều tưởng chừng như chỉ là giấc mơ sẽ trở thành hiện thực, mang lại không chỉ niềm vui mà còn một nguồn tài chính ổn định, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của quý vị. Hãy sẵn sàng mở lòng đón nhận những cơ hội và thách thức mới, bởi năm nay sẽ mang lại cho quý vị những trải nghiệm đáng nhớ. Đừng ngần ngại bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, hãy dũng cảm chinh phục những mục tiêu lớn hơn. Sự hiện diện của quý nhân bên cạnh sẽ không chỉ giúp quý vị giải quyết những vấn đề khó khăn, mà còn mang đến những lời khuyên quý giá, giúp bạn điều hướng con đường sự nghiệp một cách suôn sẻ và thành công hơn. Hãy nhớ rằng, mỗi bước đi trong hành trình của quý vị đều có ý nghĩa. Những thành công đạt được không chỉ là kết quả của sự nỗ lực cá nhân, mà còn là sự kết nối, hỗ trợ từ những người xung quanh. Hãy tận dụng thời điểm này để xây dựng và mở rộng mạng lưới quan hệ, bởi chính những mối liên kết này sẽ là cầu nối đưa quý vị đến với những cơ hội lớn lao trong tương lai. Cuối cùng, đừng quên dành thời gian để chăm sóc bản thân trong suốt quá trình này. Sự nghiệp thăng tiến đi đôi với sức khỏe và tinh thần vững vàng. Hãy tạo cho mình những khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn để lấy lại năng lượng và giữ vững đam mê trong công việc. Phương diện tài lộc. Giai đoạn này hứa hẹn sẽ mang đến cho tuổi Đinh Tỵ những bước đột phá ấn tượng trong phương diện tài lộc. Những tháng cuối năm chính là thời điểm vàng để quý vị khởi động và thực hiện các dự án quan trọng mà mình đã ấp ủ từ lâu. Đây là thời điểm mà mọi nỗ lực, sự chuẩn bị kỹ lưỡng của quý vị trong suốt thời gian qua sẽ bắt đầu được đền đáp xứng đáng. Tài vận sẽ không chỉ đến từ những khoản đầu tư an toàn, mà còn từ những mối quan hệ đáng giá và cơ hội hợp tác mà quý vị đã xây dựng và vun đắp. Hãy nhớ rằng, sự thành công không chỉ dựa vào khả năng tài chính, mà còn nằm ở sự kết nối, ở khả năng nhận diện và tận dụng các cơ hội xuất hiện xung quanh bạn. Những người bạn, đồng nghiệp hay đối tác có thể trở thành những quý nhân phù trợ, giúp quý vị mở rộng con đường tài lộc. Đừng ngần ngại nắm bắt những cơ hội bất ngờ, dù là nhỏ bé. Trong thời điểm này, sự quyết đoán sẽ trở thành vũ khí mạnh mẽ giúp quý vị chinh phục những mục tiêu lớn lao. Hãy dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, đón nhận những thử thách mới và mạnh dạn khám phá những khả năng chưa từng được khai thác. Hãy tin rằng, chính sự tự tin và quyết tâm của quý vị sẽ tạo ra những thành quả tài chính ấn tượng trong thời gian tới. Đừng quên cân nhắc và phân tích kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Một chiến lược rõ ràng, kết hợp với sự nhạy bén trong việc nắm bắt cơ hội, sẽ giúp quý vị tận dụng tối đa tiềm năng của bản thân. Hãy để trực giác dẫn dắt và luôn duy trì thái độ tích cực, vì chính những suy nghĩ lạc quan sẽ mở ra cánh cửa cho nhiều cơ hội tài lộc. Trong hành trình này, hãy dành thời gian để xây dựng và củng cố các mối quan hệ xã hội, tham gia các hoạt động giao lưu. Networking sẽ không chỉ giúp quý vị mở rộng mạng lưới, mà còn tạo ra nhiều cơ hội hợp tác thú vị. Chính những mối liên kết này có thể trở thành nguồn động lực mạnh mẽ,
giúp quý vị vượt qua mọi thử thách trên con đường tài chính. Phương diện sức khỏe. Khi những điều tích cực về tài chính đang gõ cửa, tuổi Đinh Tỵ cũng cần đặt sức khỏe lên hàng đầu hơn bao giờ hết. Dù cuộc sống có nhiều điều vui vẻ và thành công, nhưng sức khỏe chính là nền tảng vững chắc để quý vị có thể tận hưởng mọi thứ. Thời điểm này, quý vị có thể gặp phải một số vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa và xương khớp. Vì vậy hãy lưu ý để không bỏ lỡ những dấu hiệu cơ thể đang gửi gắm. Để duy trì một sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn, hãy chú ý đến chế độ ăn uống hàng ngày của mình. Một chế độ dinh dưỡng lành mạnh không chỉ giúp cải thiện thể trạng mà còn mang lại năng lượng dồi dào để quý vị tự tin chinh phục mọi thử thách. Hãy hạn chế những thực phẩm không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là những món ăn nhanh hay chế biến sẵn, mà thay vào đó là lựa chọn các thực phẩm tươi ngon, giàu dinh dưỡng, rau xanh, trái cây và thực phẩm chứa chất xơ sẽ là những người bạn đồng hành không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của quý vị. Ngoài chế độ ăn uống, việc tập thể dục thường xuyên cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe, dù chỉ là những bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hay thiền định. Chúng đều có thể giúp quý vị nâng cao sức đề kháng và giữ cho tâm trí luôn trong trạng thái thoải mái. Đừng quên rằng, việc chăm sóc bản thân là một phần không thể thiếu trong hành trình hướng tới sự thành công. Hơn nữa, việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng rất quan trọng. Hãy biến điều này thành thói quen, không chỉ giúp quý vị nắm bắt được tình trạng sức khỏe của mình, mà còn phát hiện sớm những vấn đề tiềm ẩn. Việc này sẽ giúp quý vị luôn trong trạng thái tốt nhất, sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới đang đến gần. Hãy nhớ rằng, sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất của mỗi người. Chỉ khi có sức khỏe tốt, quý vị mới có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn và đạt được những ước mơ của mình. Hãy yêu thương bản thân, chăm sóc sức khỏe một cách nghiêm túc và luôn giữ cho tinh thần lạc quan. Bằng cách này, quý vị sẽ sẵn sàng đón nhận mọi niềm vui và cơ hội mà cuộc sống mang lại. Phương diện tình cảm gia đạo. Cuối năm 2024 đang đến gần và gia đình sẽ trở thành bệ đỡ vững chắc cho tuổi Đinh Tỵ trong những tháng cuối năm này. Mối quan hệ trong gia đình sẽ trở nên hòa thuận và ấm áp hơn bao giờ hết, tạo ra một không gian yêu thương và gắn bó. Quý vị sẽ không chỉ cảm nhận được sự an lành từ mái ấm của mình, mà còn thấy rõ con cháu hòa thuận, cùng nhau chia sẻ những niềm vui giản dị nhưng đầy ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày. Thời điểm này là cơ hội tuyệt vời để quý vị hàn gắn những mâu thuẫn nhỏ nhặt đã xảy ra trước đó. Hãy mạnh dạn đối thoại, chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân để mọi người có thể hiểu nhau hơn. Điều này sẽ giúp tạo ra một bầu không khí gia đình hạnh phúc và đoàn kết, nơi mà mọi thành viên đều cảm thấy được yêu thương và trân trọng. Hãy dành thời gian cho gia đình một cách trọn vẹn, những bữa ăn chung, những buổi tối quây quần bên nhau, hay chỉ đơn giản là những cuộc trò chuyện chân thành sẽ tạo nên những kỷ niệm đẹp và ý nghĩa. Gia đình không chỉ là nơi để trở về sau những ngày dài mệt mỏi, mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ giúp quý vị vượt qua mọi thử thách. Chính sự ủng hộ và tình yêu thương từ những người thân yêu sẽ tiếp thêm sức mạnh cho quý vị trong những lúc khó khăn. Bên cạnh đó, đừng quên thể hiện lòng biết ơn đối với gia đình, bởi chính họ là những người đã luôn bên cạnh, hỗ trợ và chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn với quý vị. Một lời cảm ơn đơn giản hay một cử chỉ ân cần sẽ làm cho mối quan hệ giữa các thành viên thêm phần gắn bó và sâu sắc. Hãy để những tháng cuối năm này trở thành thời gian quý báu để xây dựng và củng cố tình cảm gia đình. Hãy cùng nhau mơ ước, cùng nhau thực hiện và cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc bình yên trong cuộc sống. Với sự ấm áp và đoàn kết của gia đình, quý vị sẽ thấy rằng mọi thách thức đều có thể vượt qua và hạnh phúc sẽ luôn hiện hữu trong mái ấm của mình. Chúc quý vị có một gia đạo tràn đầy yêu thương, hạnh phúc và ấm áp trong những tháng cuối năm này. Tử vi các tháng cuối năm 2024 từ tháng 10 đến tháng 12 âm lịch. Tử vi tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi. Tháng 10 âm lịch này, thần tài gõ cửa và mang đến cho quý vị những cơ hội tài lộc bất ngờ, tạo ra một bầu không khí đầy phấn khích và hứa hẹn. Đây chính là thời điểm mà quý vị có thể gặt hái những thành công lớn từ những dự án mà mình đã dày công theo đuổi. Những nỗ lực và kiên trì sẽ được đền đáp, mang lại không chỉ niềm vui mà còn là sự hài lòng trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, giữa những cơ hội đầy hấp dẫn ấy, quý vị cũng cần phải tỉnh táo và cẩn trọng hơn bao giờ hết trong các giao dịch lớn. Hãy nhớ rằng, sự hấp tấp có thể dẫn đến những quyết định sai lầm. Đừng để những ham muốn trước mắt làm mờ đi sự sáng suốt của mình. Thay vào đó,
hãy trang bị cho bản thân những kiến thức và thông tin cần thiết để đánh giá tình hình một cách chính xác. Dành thời gian để tìm hiểu kỹ lưỡng về từng cơ hội trước mắt. Đừng vội vàng lao vào mà không xem xét kỹ càng những điều có thể xảy ra. Hãy suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào, vì điều này có thể trở thành bước ngoặt quyết định cho tài chính trong tương lai của quý vị. Hãy đặt ra câu hỏi cho bản thân, liệu quyết định này có thực sự mang lại lợi ích lâu dài không, và có những rủi ro nào cần được tính toán trước khi hành động. Bên cạnh việc nắm bắt cơ hội, hãy không ngừng tự tin vào khả năng của bản thân. Sự tự tin kết hợp với sự thận trọng sẽ giúp quý vị tìm ra được con đường đúng đắn và tối ưu nhất. Chớ quên rằng, một cái đầu lạnh và một trái tim nóng là chìa khóa để quý vị thành công trong cuộc sống. Hãy để tháng 10 âm lịch này trở thành một hành trình đáng nhớ, nơi mà những cơ hội mới mở ra sẽ đưa quý vị đến gần hơn với ước mơ tài chính của mình. Chúc quý vị một tháng tràn đầy thành công và thịnh vượng, với những quyết định sáng suốt và niềm vui trong công việc. Tử vi tháng 11 âm lịch, tháng Bính Tý. Tháng 11 âm lịch này, những quý nhân phù trợ sẽ xuất hiện bên cạnh quý vị như những ánh sao sáng dẫn đường trong những đêm tối. Điều này sẽ mang lại cho quý vị một cảm giác yên tâm và vững vàng hơn bao giờ hết, giúp mọi việc diễn ra một cách thuận lợi và suôn sẻ. Đây chính là khoảng thời gian lý tưởng để quý vị thực hiện những kế hoạch lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư. Những cơ hội đang chờ đón quý vị và chúng sẽ xuất hiện ngày càng nhiều nếu quý vị biết cách tận dụng và nắm bắt những cơ hội này. Thành công sẽ không còn là điều xa vời, mà sẽ đến với những thành quả vượt ngoài mong đợi. Hãy mở rộng tầm nhìn và đón nhận mọi thử thách với một tinh thần tích cực. Tháng 11 cũng là lúc để quý vị mạnh dạn thể hiện ý tưởng và quyết định của mình. Đừng ngần ngại đưa ra những sáng kiến mới, bởi vì tháng này sẽ mang lại cho quý vị một nguồn động lực dồi dào để phát triển. Hãy tự tin trong từng bước đi của mình, vì những gì quý vị đầu tư vào tháng này có thể mang lại lợi ích lớn lao trong tương lai. Điều quan trọng là quý vị nên lắng nghe và tiếp thu những ý kiến từ những người xung quanh. Sự hỗ trợ từ bạn bè và đồng nghiệp có thể giúp quý vị có cái nhìn sâu sắc hơn về các quyết định mình đang cân nhắc. Hãy cùng họ thảo luận, chia sẻ những ý tưởng và biến những giấc mơ thành hiện thực. Tháng 11 sẽ là một hành trình đầy cảm hứng, nơi mà quý vị có thể khẳng định bản thân và tạo dựng những bước tiến vững chắc trên con đường sự nghiệp. Hãy ghi nhớ rằng, những thành công lớn thường bắt nguồn từ những quyết định táo bạo và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúc quý vị có một tháng 11 âm lịch tràn đầy may mắn, thành công và những khoảnh khắc đáng nhớ nhé. Hãy vững vàng bước đi trên con đường của mình và tận hưởng từng cơ hội đến với quý vị. Tử vi tháng 12 âm lịch, tháng Đinh Sửu. Khi tháng 12 âm lịch gõ cửa, quý vị sẽ không chỉ cảm nhận mà còn sống trong niềm vui và tài lộc đang tràn ngập xung quanh mình. Đây chính là thời điểm tuyệt vời để quý vị tận hưởng những thành quả sau một năm dài làm việc chăm chỉ và không ngừng nỗ lực. Nhìn lại những tháng ngày đã qua, mọi sự cố gắng của quý vị giờ đây đã đơm hoa kết trái, tạo nên một bức tranh cuộc sống đầy sắc màu. Tết đang gần kề, mang theo không khí lễ hội rộn ràng, ánh đèn lung linh và tiếng cười rộn rã khắp nơi. Gia đình sẽ quây quần bên nhau, cùng nhau chuẩn bị cho một cái Tết thật đầm ấm và tràn đầy hạnh phúc. Những giây phút sum họp bên người thân không chỉ là niềm vui, mà còn là phần thưởng xứng đáng cho tất cả những nỗ lực đã qua. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên gia đình, từ những bữa cơm nóng hổi đến những câu chuyện vui vẻ, cùng nhau cười đùa và chia sẻ những kỷ niệm đẹp. Đó chính là những kho báu tinh thần mà cuộc sống ban tặng, là động lực để quý vị tiếp tục vững bước trên con đường phía trước. Trong không khí ấm áp và thân tình của dịp lễ hội, hãy để những kỷ niệm đáng nhớ cùng gia đình trở thành nguồn động viên lớn lao, giúp quý vị vững tin hơn trong hành trình tiếp theo. Hãy cùng nhau tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ, từ việc chuẩn bị bánh chưng, dọn dẹp nhà cửa, đến việc cùng nhau bày biện mâm cỗ Tết. Tất cả đều mang đến những giây phút không thể nào quên. Tháng 12 âm lịch không chỉ là thời gian để nhìn lại, mà còn là cơ hội để quý vị mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp hơn trong tương lai. Chúc quý vị có một tháng 12 đầy ý nghĩa, tràn ngập yêu thương và tài lộc, cùng những kỷ niệm ấm áp bên gia đình trong dịp Tết này. Bí quyết hóa giải vận hạn cuối năm 2024. Cuối năm luôn là khoảng thời gian mà mọi người thường lo lắng về vận hạn và những điều không may có thể xảy ra đối với những người tuổi Đinh Tỵ. Để vượt qua được những khó khăn, điều quan trọng nhất là giữ vững lòng thành và thực hiện những hành động mang tính tâm linh, phong thủy một cách đúng đắn và đều đặn. Trước hết, việc thờ cúng tổ tiên đóng vai trò cực kỳ quan trọng,
hãy chăm chút đến bàn thờ, luôn giữ sạch sẽ và bày biện gọn gàng. Bàn thờ không chỉ là nơi tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên, mà còn là cội nguồn của vận khí gia đình. Cùng với đó, quý vị cần lưu ý đến phong thủy trong nhà, đảm bảo không gian sống được hài hòa, sạch sẽ và tránh để những vật dụng hư hỏng, gãy đổ trong nhà, những đồ vật không may mắn như gương dở, đèn cháy hay cây cối khô héo đều có thể làm giảm đi sự hanh thông và cản trở luồng khí tốt lưu thông trong gia đình. Do đó, thay vì giữ lại, hãy mạnh dạn loại bỏ chúng để giúp vận mệnh được nhẹ nhàng hơn. Bên cạnh việc chú trọng phong thủy và thờ cúng, không thể không nhắc đến những hành động mang tính nhân văn cao cả, tham gia hoạt động từ thiện, giúp đỡ người khó khăn, không chỉ giúp quý vị tích thêm phước lành, mà còn là cách hiệu quả để hóa giải những trở ngại, vận hạn trong cuộc sống. Khi cho đi lòng nhân ái, quý vị sẽ nhận lại được niềm vui, sự bình an trong tâm hồn, và quan trọng hơn hết là tạo ra dòng chảy năng lượng tích cực, giúp cuộc sống suôn sẻ hơn. Đặc biệt, vào các dịp lễ lớn cuối năm, quý vị nên dành thời gian thực hiện những nghi lễ truyền thống để cầu mong sự an lành và bảo hộ. Điều này không chỉ mang ý nghĩa tinh thần, mà còn giúp củng cố niềm tin, xua tan lo lắng và tạo nền tảng vững chắc cho một năm mới thịnh vượng, bình yên. Hãy luôn nhớ rằng, mọi khó khăn đều có cách hóa giải, quan trọng là chúng ta giữ vững niềm tin, lòng kiên nhẫn và hành động bằng cả trái tim. Cuộc sống sẽ luôn mang đến những thử thách, nhưng với tâm hồn thiện lành và sự chuẩn bị chu đáo, quý vị sẽ bước qua năm 2024 với tinh thần lạc quan và nhiều điều tốt đẹp. Lời răn của cổ nhân về sự an vui trong những năm tháng tuổi già. Từ thời xưa, cổ nhân đã truyền dạy những giá trị vô cùng sâu sắc về cuộc sống, và một trong số đó chính là đức hạnh là nền tảng của sự an vui. Khi người tuổi Đinh Tỵ bước vào giai đoạn cuối đời, điều thực sự quan trọng không còn nằm ở sự giàu sang hay địa vị cao, mà là tâm hồn bình an và sự thanh thản từ trong lòng. Cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn khi ta hiểu rằng giá trị đích thực không phải thứ gì hữu hình, mà là sự cân bằng, bình yên nội tại. Cổ nhân nhắc nhở chúng ta rằng, để có được sự an vui thật sự khi bước qua tuổi già, điều đầu tiên cần phải học là sống giản dị, buông bỏ những ham muốn quá lớn lao về vật chất, danh lợi. Người tuổi già không còn nên bị cuốn theo những toan tính hẹp hòi, những âu lo nhỏ nhặt, mà thay vào đó, hãy sống chậm lại, nhẹ nhàng và sâu sắc hơn. Điều này không chỉ giúp cho tâm trí được tĩnh lặng, mà còn tạo ra không gian yên bình cho những người xung quanh. Lòng khoan dung, độ lượng là một phần cốt yếu của sự an vui. Ở tuổi già, sự tha thứ không chỉ dành cho người khác, mà còn là tha thứ cho chính bản thân mình. Những vấp ngã, sai lầm trong quá khứ không nên là gánh nặng đeo bám chúng ta mãi, mà hãy xem chúng như những bài học quý giá trên hành trình cuộc đời. Tha thứ giúp ta thanh thản, giúp mối quan hệ giữa ta với mọi người trở nên nhẹ nhàng, ấm áp hơn, từ đó gieo mầm cho sự an lạc. Bên cạnh đó, cổ nhân cũng đã khẳng định rằng, để đạt được sự bình yên và thịnh vượng nội tại, chúng ta phải biết giữ cái tâm tĩnh lặng trước những biến động không ngừng của cuộc đời. Cuộc sống là một chuỗi dài những thử thách, và không ai có thể tránh khỏi những khó khăn, những khúc quanh nghiệt ngã. Nhưng điều quan trọng là, khi đối mặt với những sóng gió, liệu ta có giữ được cho mình sự bình tĩnh, sáng suốt và không để những giá trị hư ảo như tiền tài hay danh vọng làm mờ đi bản chất thật sự của hạnh phúc hay không? Hạnh phúc chân thật không phải đến từ việc ta sở hữu bao nhiêu vật chất, mà chính là ở lòng biết ơn và trân trọng những gì hiện có. Khi con người biết yêu thương, cảm thông và sẻ chia, ta không chỉ mang lại niềm vui cho bản thân, mà còn lan tỏa sự ấm áp đến những người xung quanh. Chính lòng nhân từ, sự trân trọng từng giây phút bên gia đình, bạn bè sẽ là chất liệu để tạo nên sự an vui đích thực. Trong những năm tháng về sau, chăm sóc sức khỏe cũng là điều không thể bỏ qua, không chỉ giữ cho thân thể khỏe mạnh. Việc dưỡng sinh, thiền định hay tham gia các hoạt động thể chất nhẹ nhàng sẽ giúp tâm trí thư thái, cơ thể linh hoạt. Một lối sống điều độ, cân bằng giữa thể chất và tinh thần chính là nền tảng cho sự an yên và thanh thản. Khi sức khỏe ổn định, tinh thần tự nhiên sẽ tươi mới, từ đó ta có thể đón nhận cuộc sống một cách nhẹ nhàng, không còn lo âu. Quan trọng hơn cả, khi tuổi già đến gần hãy học cách biết ơn cuộc sống. Mỗi ngày trôi qua là một món quà quý giá, hãy dành thời gian tận hưởng những khoảnh khắc yên bình, lắng nghe tiếng chim hót, thưởng thức tách trà nóng, cảm nhận những niềm vui nhỏ bé bên người thân. Sự an vui không đến từ những điều lớn lao, mà chính là những phút giây giản dị. Đời thường hãy sống cho hiện tại,
cho những điều đẹp đẽ trước mắt và để quá khứ dần dần trôi vào dĩ vãng. Cuối cùng, tuổi già là giai đoạn để ta nhìn lại hành trình cuộc đời và cảm nhận sự trọn vẹn của những trải nghiệm. Mọi thứ xảy ra đều có ý nghĩa của nó. Khi ta đã đi qua bao thăng trầm, điều đọng lại cuối cùng không phải là những điều chúng ta đã đạt được, mà là tình yêu thương ta đã trao đi, sự yên bình trong tâm hồn mà ta đã vun đắp. Hãy để mỗi ngày qua đi đều là một ngày trọn vẹn, sống thật với chính mình và với những người thân yêu. Sự an vui không phải là điều gì xa vời, nó nằm ngay trong những gì bình dị nhất, gần gũi nhất mà ta có thể chạm vào nếu biết mở lòng. Nhìn lại hành trình từ nay đến Tết 2025, tử vi của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 dự báo sẽ có nhiều thay đổi đầy triển vọng, tài lộc dồi dào, sự nghiệp thăng hoa và gia đạo êm ấm đều đang chờ đón quý vị phía trước. Đây sẽ là khoảng thời gian để quý vị không chỉ tận hưởng niềm vui trong công việc mà còn đón nhận những phút giây đầm ấm bên người thân yêu, tạo nên một cái Tết trọn vẹn và viên mãn. Năm mới là cơ hội để chúng ta bắt đầu lại, để làm với mọi điều từ tâm hồn đến cuộc sống. Hãy trân trọng mỗi khoảnh khắc bên gia đình, cùng nhau chia sẻ niềm vui, yêu thương và lan tỏa sự ấm áp. Bởi lẽ, niềm hạnh phúc thực sự không nằm ở vật chất, mà là những khoảnh khắc giản dị, chân thành trong mái ấm gia đình. Nếu quý vị cảm thấy thông tin trong video này đã mang lại giá trị và góp phần làm phong phú thêm cái nhìn về tử vi năm nay, đừng ngần ngại nhấn like và chia sẻ để lan tỏa niềm vui đến với những người xung quanh. Đồng thời, hãy đăng ký kênh Minh Đường Tử Vi để không bỏ lỡ những thông tin dự đoán tử vi hữu ích, giúp quý vị luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những chuyển biến tốt lành trong cuộc sống. Chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chúc cho một mùa Tết an lành, thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc. Mong rằng năm mới sẽ mang lại cho quý vị và gia đình thật nhiều may mắn, sức khỏe và thành công. Hãy để những lời dự đoán tốt đẹp này là nguồn động lực để quý vị vững tin vào tương lai tươi sáng phía trước. Chúc quý vị một năm mới tràn đầy niềm vui và luôn hạnh phúc trong vòng tay gia đình thân thương.